tạm giam Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng và nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Vũ Hồng Nam, cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ngày 22 tháng 12, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội và ông Vũ Hồng Nam, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cùng về tội nhận hối lộ. Bên cạnh đó, Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng như trên đối với bà Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamichi về tội đưa hối lộ. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Ông Chử Xuân Dũng sinh năm 1973, quê quán huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là tiến sĩ khoa học giáo dục, thạc sĩ toán và hiện là thành ủy viên. Ông Dũng có thời gian dài giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội và giữ chức hiệu trưởng trường này trong 5 năm, 2009-2014. Ông giữ chức phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2014. Đến năm 2017, ông làm giám đốc sở. Đến tháng 12 năm 2019, ông Chử Xuân Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quá trình tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 34 bị can về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2021, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương. Liên quan vụ án nêu trên, ngoài hai bị can Phạm Bá Sơn và Lê Hồng Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can về 5 tội danh liên quan vụ án. Chiều ngày 21 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Ông Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, cách chức tất cả chức vụ đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách ông Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, bà Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, cá nhân ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.